Về việc phiên bản dự thảo luật đất đai sửa đổi trình Quốc hội lần này đã bỏ nội dung về nguyên tắc bồi thường tái định cư, người dân sau khi đền bù thì có điều kiện cuộc sống bằng hoặc tốt hơn trước. Ý kiến đại biểu cho rằng không nên bỏ nội dung này. Tờ trình của Chính phủ giải thích về việc bỏ nguyên tắc bồi thường tái định cư, người dân sau khi đền bù có điều kiện cuộc sống bằng hoặc tốt hơn trước là do nội dung này còn nhiều ý kiến khác nhau. Theo đại biểu Nguyễn Quang Huân, cách giải thích như trên chưa thuyết phục, hiểu chưa đúng tinh thần nghị quyết 18 của Trung ương. Đại biểu cũng cho rằng cuộc sống tốt hơn có nhiều chỉ số để đánh giá, đề nghị không nên bỏ nguyên tắc này. Chúng ta đã làm thí điểm. Chúng ta có thể tìm hiểu lại một số các cái dự án mà đã xảy ra ở trên toàn quốc ở rất nhiều nơi, nhiều vùng. Sau đó thì nghiên cứu kỹ lại cái nghị quyết 18 để chúng ta cơ quan soạn thảo có thể sẽ phải là giải thích lại cho cử tri để lấy ý kiến đồng thuận, chứ không thể chỉ vì một vài ý kiến mà không hiểu về nghị quyết rồi là không thống nhất về cơ chế giá đền bù mà chúng ta lại bỏ nguyên tắc này ra khỏi đền bù, thì tôi thấy là chúng ta lại đi thụt lùi so với những cái mà lý luận đã đi trước. Góp ý về một nội dung mang tính nguyên tắc khác, nguyên tắc lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, đại biểu Huỳnh Thanh Phương cho rằng quy định như trong dự thảo tại khoản 9 điều 60, các quy hoạch sử dụng đất được lập đồng thời, quy hoạch được lập thẩm định xong trước, được quyết định hoặc phê duyệt trước. Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có mâu thuẫn thì quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh phù hợp với quy hoạch cao hơn. Quy định như thế sẽ không khả thi trong thực tiễn. Việc quy định các quy hoạch sử dụng đất được lập đồng thời để các cấp quy hoạch có sự chủ động hơn trong việc thực hiện quy hoạch của cấp mình. Tuy nhiên, để hoàn chỉnh quy hoạch thì cấp dưới cũng phải chờ quy hoạch của cấp trên đã được phê duyệt. Cho dù quy hoạch của cấp dưới có được chủ động thực hiện trước thì cũng khó có thể thẩm định được phê duyệt trước nếu chưa có quy hoạch của cấp trên. Do vậy, nguyên tắc này có thể gây khó khăn khi áp dụng trong thực tiễn. Do đó, đại biểu đề nghị sửa đổi khoản 9 điều 60 theo hướng các quy định sử dụng đất có thể được lập đồng thời, quy hoạch sử dụng đất cao hơn được phê duyệt trước quy hoạch cấp thấp hơn, cần quy định rõ ràng chặt chẽ hơn về trách nhiệm, thời gian hoàn thành quy hoạch, tránh tình trạng vướng mắc cấp dưới phải chờ quy hoạch của cấp trên kéo dài thời gian lập quy hoạch, ảnh hưởng đến quyền lợi của các tổ chức cá nhân có liên quan.